Chào mọi người. Tôi đang đứng ở trên một cái đồi rất là cao này, ngang với cái núi ở kia mọi người thấy không? Đấy. Đấy. Đồi cao lắm. Thì ở đây thì có một số cái loại cây mọc dại ở rừng này. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bà con biết. Nhưng mà bà con lưu ý nha. Những cái loại cây này là những loại cây cần phải biết để mà tránh ha. Thì đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu cho chị, cho mọi người biết cái cây này. Đây là một loại cây, anh thấy chưa, nó có rất là nhiều gai nè. Đây, chờ tôi chút nha. Đây, nó rất là nhiều gai đấy, gai cứng ngắc cứng ngơ đấy, lấy nét rồi đó. Rồi lấy nét đấy, gai nhọn hoắt tầm 2 cm. Thì cái quả xanh của nó là nó màu xanh giống cái quả dưa hấu này. Đấy. Có vân vân nhạt nhạt đậm đậm ha. Còn cái quả da của nó thì nó mất đi cái màu xanh đấy, và cái màu trắng nó chuyển qua cái màu vàng. Đây, mọi người thấy màu vàng chưa? Đấy. Thì cái thằng này á, tôi giới thiệu cho mọi người biết là biết mà đừng có hái mà ăn, không thấy nó ngon mà hái rồi cho mắm ruốc là xong đấy. Cái thằng này á, thì người ta gọi là cà độc dược. Cái loại cà này thì hiện tại á, là người ta không có ăn. Kinh nghiệm của người đồng bào ở đây cũng vậy. Nó mọc dại rất là nhiều. Này mọi người thấy không? Này. Đấy, vàng vàng này, đấy vàng vàng này, cà độc dược đấy. Không? Đây, toàn cảnh này. Đấy, đây cái quả xanh này. Đấy, còn đây là quả chín này. Đấy. Để tôi chụp cái ảnh như thế để mọi người biết. Này nó mọc dại rất là nhiều ha. Đấy. Nhiều chưa? Đấy. Thì có nghe nói á, là cái loại cà này tuy nó độc á, nhưng mà nó vẫn có một số cái tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên thì mình chưa có nghiên cứu sâu, cho nên là không 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 có dám thử. Thì tôi làm cái đoạn clip này á, thì cũng chủ yếu để nhắc mọi người là biết mà tránh, đừng có ăn. Nói chung ăn là nó rất là độc. Thì cũng cái vị trí này tôi sẽ đi qua bên này. Đây, mọi người đi theo tôi nha. Chịu khó một tí thôi. Tôi chỉ cho mọi người biết một cái cây cực độc nữa. À. Nói chung giữa cái loại ăn được và không ăn được ấy, thì nó chen lớn với nhau kinh dị lắm. Không biết có rắn rít gì này không biết. Ở trên nương rẫy cũ này rắn hồ mang nhiều lắm. Nhất là trời nắng nắng, nó ra nó phơi nắng. Phải nhìn cho kỹ trước khi đặt chân xuống. Rồi. Đây mọi người thấy chưa? Đấy, để tôi quay cái hướng sáng này. Đấy. Đây tôi mọi người để ý nha. Đây là tôi đang giới thiệu cho mọi người thấy cái cây này là cây lá ngón. Ui, nói chung tôi cũng nhát chết lắm, tôi không dám cầm, tôi lấy cái cành cây tôi quẹt nó vào thôi. Cầm lát lát quên để đút tay vào mồm thì chết. Này qua đây. Ê, thằng này á là cây lá ngón này. Lá ngón này á, thì cái lá nó thon thon, còn cái lá non nó thon, còn cái lá già này nó vẫn hình cái kiểu như hình trái xoan ấy. Hoa nó giống hoa thiên lý không? Cái lúc mà chưa nở là nó có cái búp này. Đấy, nó có cái búp ấy, như hoa thiên lý ấy. Còn nó nở ra là nó thành cái hình bông hoa màu vàng, có 1, 2, 3, 4, 5 cánh như ngôi sao anh nè. Đấy, có 5 cánh giống ngôi sao. Cái thằng này là rất nhiều người là bỏ mạng vì cái cây này rồi. Mà đấy, mọi người nhớ cái mấy cái câu chuyện mà mình đã được học trong sách giáo khoa không? Người ta hay tự tử bằng lá ngón là chính là cái lá này nè. Cái hiện tại là tôi đang đứng ngay vị trí ở huyện Tumarong của tỉnh Kon Tum. Thì cái địa bàn này có cây lá ngón rất là nhiều. Không, cây ăn được với cây không được nó đứng cạnh nhau kinh dị quá. Thế mọi người có biết nó đang bám lên cái cây gì đây không? Cái cây lá ngón nó đang đu lên cây gì đây không? Hai lá khác nhau nhé, đây nè. Nó đang đu lên bên cạnh là nó đu cái thân nó lên nè, đây nè, đu thân lên thấy chưa? Đấy, nè, thân nó nè. Nó đu lên cái cây này. Mà cái cây này là con lần tôi đã giới thiệu bà con rồi. Cây này là cây tiêu rừng. Tiêu rừng á, thì nó có nhiều loại. Thì đây là một trong những cái loại nó phổ biến ở cái vùng này. Đặc biệt dùng cái hạt của nó mình giả với mình phơi khô, mình giả với muối, cái mùi nó thơm y như là xả với lại các cái gia vị trộn lại.
Còn không ấy, người ta còn hái cái lá này người ta nhồi vào trong cái bụng con gà con vịt đó, người ta quay rất là ngon. Giống như ngoài Bắc là mình quay cái lá mắc mực ấy. Mọi người lấy nha. Nhiều khi có bẻ cái lá cây này nọ cái cục nó lại lẫn chỉ còn một vài lá thôi, có khi lại bỏ mạng chừng chừng ấy nha. Đấy, còn bên cạnh đây là cây gì nè. Mọi người biết cây này cây gì không? À. Tiện đây tôi giới thiệu luôn. Cái cây này á, là cây mâm xôi. Cây mâm xôi nó hay nó ra cái quả giống cái quả dâu á. Mọi người hay một số vùng nông thôn cũng hay có. Khi nó chín màu hồng hồng vàng vàng cam cam. Quả mâm xôi thì ăn cũng ngon. Đấy. Mọi người thấy không? Tôi đang đứng trên đỉnh rất là cao để làm được để tìm được mấy cái loại cây này cho mọi người đấy. Nếu anh em mà thấy hay thì tiếp tục nhấn subscribe hoặc là like hoặc là comment hoặc chia sẻ cái kênh của mình để nhiều người biết nhé. Với lại thấy có nhiều bạn like, nhiều bạn comment thì mình cũng có động lực để mà làm. Thôi chúc tất cả mọi người vui vẻ và đặc biệt là an toàn khi đi rừng nha. Xin chào.